Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Ngày hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2017, tôi là Thùy Dương. Còn tôi là Thanh Huyền và ngay sau đây sẽ là một số thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Một vụ nổ xảy ra tại trường mầm non ở huyện Fengxian, tỉnh Jiangsu, miền Đông Trung Quốc đã làm ít nhất 7 người chết và 59 người khác bị thương. Không nghẽn mạng trong ngày đầu tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 ở Hà Nội dù có một số nơi lượng học sinh tăng đột biến. Thành phố Đà Nẵng ra nhiều chính sách ưu đãi kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho khoảng 72.000 công nhân hiện có trên địa bàn. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay gặp gỡ doanh nhân Lý Nhã Kỳ để thấy thêm một góc khác ở người phụ nữ nổi tiếng này khi làm kinh doanh là con đường không chỉ có hoa hồng là như thế nào. Dù quốc gia tương lai đầu tiên trên vũ trụ đang là thách thức lớn với các nhà khoa học muốn xây dựng nó, nhưng đã có khoảng 200.000 người đăng ký làm công dân. Hãng thông tấn Anh Reuters đêm qua 15 tháng 6 đưa tin vụ nổ xảy ra tại trường mầm non ở huyện Fengxian của tỉnh Jiangsu, miền Đông Trung Quốc đã làm ít nhất là 7 người chết và 59 người bị thương. Văn phòng khẩn cấp thành phố Suzhou cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc 16 giờ 50 phút tại cổng trường khi các cháu nhỏ đang tan học. Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhiều người lớn và trẻ em nằm la liệt dưới đất, một số người bị chảy máu. Nhiều xe cứu thương và nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân tới bệnh viện. Cảnh sát đang tiến hành điều tra về nguyên nhân vụ nổ chưa được công bố. Cảnh sát Somalia vào đêm ngày hôm qua 15 tháng 6 cho biết đã có ít nhất 19 người chết trong vụ tấn công kép do phiến quân Hồi giáo tiến hành tại thủ đô Mogadishu. Vụ tấn công xảy ra vào ngày 14 tháng 6 khi một kẻ đánh bom liều chết đâm ô tô vào cổng khách sạn Post ở phía nam của thủ đô Mogadishu. Sau đó, những tay súng tiếp tục nổ súng tấn công vào nhà hàng pizza ở ngay cạnh khách sạn Post và bắt giữ 20 con tin trong nhiều giờ đồng hồ. Cho đến nửa đêm 14 tháng 6 theo giờ địa phương, cảnh sát Somalia đã kiểm soát được tình hình và tiêu diệt 5 kẻ tấn công. Nguồn tin cảnh sát trước đó cũng cho biết, vụ đánh bom liều chết nhằm vào khách sạn Post đã làm cho 9 người thiệt mạng, phần lớn là nhân viên của khách sạn này. Nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công nói trên. Thủ tướng Anh Theresa May vào dạng sáng nay 16 tháng 6 theo giờ Việt Nam đã ra lệnh mở cuộc điều tra toàn diện vụ cháy tòa nhà chung cư cao tầng ở thủ đô London vào sáng ngày 14 tháng 6, làm ít nhất là 17 người thiệt mạng và vẫn còn nhiều người mất tích. Thủ tướng May nhấn mạnh người dân Anh đang chờ đợi một câu trả lời về vụ cháy thảm khốc và điều này là hoàn toàn chính đáng. Bà May nêu rõ cuộc điều tra sẽ mang tới câu trả lời mà người dân xứng đáng được nhận. Bên cạnh đó, nữ thủ tướng cũng trấn an người dân trong tòa nhà chung cư cao tầng Grenfell Tower rằng họ sẽ được sắp xếp tái định cư ngay tại thủ đô London gần với tòa nhà cũ vừa bị cháy. Thị trưởng London Sadiq Khan cũng cho biết ông đang đề nghị tiến hành cuộc điều tra độc lập và công khai đối với vụ cháy tòa chung cư Grenfell Tower và báo cáo sơ bộ vào cuối hè này. Vào chiều ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc giao lưu trực tuyến thường niên với người dân Nga. Trong cuộc trò chuyện kéo dài 3 giờ 56 phút này, một bức tranh phát triển kinh tế xã hội toàn diện cũng như quan điểm về các vấn đề quốc tế nổi bật đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời đầy đủ và sâu sắc qua gần 70 câu hỏi của người dân. Giới chức phân tích đánh giá xuyên suốt chương trình, Tổng thống Nga thể hiện phong thái tự tin và khả năng nắm rất vững thông tin trong mọi lĩnh vực. Theo người phát ngôn của Tổng thống, ông Dmitry Peskov, đích thân ông Putin đã tập trung chuẩn bị cho cuộc giao lưu trực tuyến này. Giao lưu với người dân là cơ hội để người đứng đầu đất nước cập nhật thông tin, bổ sung các số liệu thống kê. Theo kết quả thăm dò dư luận do Quỹ Công luận Nga tiến hành, 57% số người được hỏi cho rằng hình thức giao lưu trực tuyến với người dân có tác động đến tình hình trong nước. 32% cho rằng qua chương trình này giải quyết các vấn đề cụ thể, hỗ trợ đúng địa chỉ, đời sống thay đổi theo hướng tích cực. 8% cho rằng Tổng thống được biết đến các vấn đề của người dân. Và 6% cho rằng chính quyền địa phương bắt đầu làm việc tốt hơn.
Vào rạng sáng nay 16 tháng 6, nhà chức trách Mỹ cho biết họ đã phát lệnh bắt giữ đối với 12 nhân viên an ninh trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan với cáo buộc là tấn công những người phản đối ông Erdogan trong một vụ xô xát tại thủ đô Washington vào hồi tháng trước. Cảnh sát trưởng của thủ đô Washington DC, ông Peter Newstrom cho hay, 12 người nêu trên đã được xác định danh tính qua đoạn băng video ghi lại hình ảnh vụ tấn công nhằm vào một nhóm người Quốc và Armenia biểu tình phản đối Tổng thống Erdogan khi nhà lãnh đạo này có chuyến thăm Mỹ vào ngày 16 tháng 5. Theo nguồn tin này, thì 12 công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ phát lệnh bắt, gồm 9 cảnh vệ và 3 cảnh sát. Phát biểu với báo giới, ông Newsom nhấn mạnh rằng tại Mỹ và đặc biệt là thủ đô Washington DC, biểu tình hòa bình là một quyền bất khả xâm phạm. Ông Newsom không cho biết cảnh sát Mỹ sẽ làm thế nào để bắt giữ 12 nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ nêu trên. Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ quyết định cách giải quyết tiếp theo trong vụ việc này. Lần đầu tiên cuốn sách Bác Hồ viết di chúc của tác giả Vũ Kỳ đã được dịch sang tiếng Bengali. Đây cũng là cuốn sách đầu tiên về Bác Hồ được xuất bản tại Bangladesh. Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách này. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng giúp người dân Bangladesh hiểu được về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó góp phần củng cố và phát triển hơn nữa tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước và nhân dân hai nước. Buổi lễ ra mắt cuốn sách đã được diễn ra trang trọng tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Dhaka. Đây là lần đầu tiên một cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch sang tiếng Bengali và được phát hành tới các độc giả Bangladesh. Việc dịch và xuất bản cuốn sách này là sự kết hợp của sự phối hợp chặt chẽ giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh và Viện Nawab Salimullah, một tổ chức phi chính phủ của Bangladesh, được thành lập năm 1987 với mục tiêu tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Bangladesh với nhân dân các nước. Vào tháng 7 tới, Viện sẽ tổ chức hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng có kế hoạch tặng cuốn sách Bác Hồ viết di chúc bằng tiếng Bengali cho các đại biểu và khách mời. Thông qua các hoạt động này sẽ giúp người dân Bangladesh hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà lãnh đạo lớn của nhân dân Việt Nam và của các dân tộc châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Do vậy, tôi đã đề xuất ý tưởng dịch cuốn sách này sang tiếng Bengali để mọi người dân Bangladesh có cơ hội hiểu hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về ý chí quyết tâm và lòng dũng cảm, kiên cường của nhân dân Việt Nam. Sau một quá trình dày công chuẩn bị và nỗ lực triển khai từ việc biên dịch, biên tập, hiệu đính và qua nhiều lần trao đổi giữa Đại sứ quán và Viện Nawab Salimullah, đặc biệt kể từ nửa cuối năm 2016, cuốn sách đã được hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác. Việc phát hành cuốn sách này cũng chính là sự lan tỏa tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội tới những người dân Bangladesh. Thông qua sự kiện này thì cũng sẽ củng cố và phát triển cái tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại sứ quán và Viện Nawab Salimullah, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Bangladesh vào năm 2018. Những hoạt động đầy ý nghĩa này chính là cầu nối hữu nghị nhằm tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa nhân dân hai nước, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ truyền thống giữa hai nước. Thưa quý vị, theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã giải xuống miền Nam của Việt Nam, một phần lãnh thổ của Lào và Campuchia, 72 triệu lít chất độc hóa học, trong đó có 44 triệu lít chất da cam chứa 170 kg dioxin. Một chất độc cực kỳ độc hại đã gây ra nhiều loại bệnh như là ung thư, suy nhược thần kinh, suy giảm hệ thống miễn dịch, tai biến sinh sản và cả dị tật bẩm sinh. Vâng, thưa quý vị, chiến tranh đi qua, nỗi đau da cam, dioxin hàng ngày thì vẫn hành hạ và dày vò rất nhiều gia đình Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bằng chứng là rất nhiều người, nhất là trẻ em Việt Nam đang phải gánh chịu nỗi đau này. Những năm gần đây thì Mỹ cũng đã có nhiều chương trình hỗ trợ cho Việt Nam trong việc khắc phục những vết thương còn sót lại trong chiến tranh, như là khắc phục và hỗ trợ xử lý chất độc da cam, xây dựng những trung tâm hỗ trợ người nhiễm chất độc da cam. Khép lại quá khứ, quan hệ Việt-Mỹ đang ngày càng được phát triển trong những năm gần đây. Ngày càng nhiều người Mỹ đến với Việt Nam và người Việt Nam đón nhận người Mỹ như những người bạn.
nhiều người Mỹ trẻ tuổi cũng đã đến Việt Nam để du lịch và họ cũng đã tìm hiểu về nền văn hóa của Việt Nam. Nhưng họ cũng không quên đi những quá khứ. Ngày hôm qua thì nằm trong chương trình giao lưu văn hóa của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, một nhóm người trẻ Mỹ đã đến giao lưu với những học sinh tại làng hữu nghị Việt Nam, nơi mà có nhiều em nhỏ bị hậu quả nhiễm chất độc da cam dioxin. Hôm nay, lần đầu tiên, Rex được chứng kiến và chơi đùa trực tiếp với những trẻ em nhiễm chất độc da cam. Vẽ, tô màu, những thứ tưởng chừng đơn giản. Thế nhưng với những em nhỏ này thì lại không dễ. Trước khi đến Việt Nam, tôi đã từng được nghe nói về những em bé nhiễm chất độc da cam. Nhưng đến đây tôi mới cảm nhận thấy có lẽ mọi thứ với những em nhỏ này còn khó khăn hơn rất nhiều. Hai em nhỏ này bằng tuổi nhau. Paige đang dạy bạn mình chơi trò mà các học sinh ở Mỹ thường chơi. Paige còn cùng các bạn tìm hiểu về cách thức học tập và học nghề của các bạn cùng lứa tuổi là nạn nhân của chất độc da cam. Hầu hết các bạn ở đây đều có cơ thể nhỏ hơn em. Em cũng từng được biết đến các nạn nhân của chất độc da cam trong những môn học lịch sử ở trường, tuy nhiên thực tế khác xa với những gì em hình dung. Đến đây em hiểu hơn về chất độc da cam khủng khiếp đến như thế nào. Em cũng hiểu hơn về các phương pháp trị liệu và chăm sóc sức khỏe cho các bạn ở đây. Em nghĩ rằng các bạn ở đây rất cần sự hỗ trợ. Không chỉ vậy, những thanh niên, học sinh này còn được giao lưu với những cựu chiến binh Việt Nam. Được nghe những người lính kể về câu chuyện, về sự tan khốc của chiến tranh năm nào. Không chỉ là cái bắt tay của những thế hệ đi trước, mà nó còn thể hiện sự hiếu khách, cởi mở của người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Mục đích của chuyến đi làm tình nguyện đến đây, chúng tôi muốn những học sinh của mình không quên những gì trong quá khứ đã xảy ra và hiểu được rằng chất độc da cam vẫn còn là thách thức với rất nhiều người Việt Nam. Chúng tôi muốn các em học sinh của mình đến đây trực tiếp xem những học sinh là nạn nhân của chất độc da cam để hiểu hơn về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đây cũng là cách nâng cao nhận thức cho bọn trẻ về chất độc da cam nguy hiểm như thế nào. Những hành động này đã thể hiện tinh thần hữu nghị, hợp tác của hai quốc gia sau những năm tháng chiến tranh. Và họ sẽ góp phần nhanh chóng hàn gắn những vết thương còn sót lại. Hiến máu cứu người, xin hiến thường xuyên là thông điệp của Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6 năm 2017 do Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra. Và năm nay, Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức sự kiện toàn cầu này. Buổi lễ tôn vinh những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu vừa được diễn ra đầy trân trọng tại Hà Nội. Và cũng ở đây thì phóng viên của VTC14 đã bắt gặp những người mà gia đình họ đã đi hiến máu cả trăm lần vì họ cho rằng hiến máu cứu người là chuyện bình thường thì cần phải làm thường xuyên. Người đàn ông này đã 38 lần hiến máu tình nguyện. Đáng chú ý nữa là cả hai người con trai của ông cũng đã hiến máu hơn 30 lần và được tỉnh Bình Thuận tuyên dương. Còn về động lực mà nói thì là một công dân của Việt Nam, rồi mình thấy là cái việc hiến máu là cũng mà là một cái nghĩa cử cao đẹp để giúp cho bệnh nhân, mà không những giúp bệnh nhân thì còn giúp cả gia đình họ, đem lại niềm vui hạnh phúc cho gia đình. Cho nên mình cũng thấy là mình là một công nhân Việt Nam thì mình có góp phần nhỏ bé nào đó để chia sẻ cùng xã hội, giúp đỡ những người bệnh nhân có cái giọt máu kịp thời để mà chữa trị, để sống. Bởi vì con người khỏe mạnh bao giờ cũng cần có lũ một lượng máu để mà duy trì sự sống. Thì người bệnh thì lúc nào phải cần có máu để cứu chữa. Nên vì thế mình gia đình động viên cả hai đứa con và cùng bạn bè, nhiều bạn bè đều tham gia hiến máu. Tham gia lễ hội tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc, sự kiện toàn cầu Ngày Quốc tế Người Hiến Máu có 100 đại biểu là những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu đến từ cơ sở tới trung ương và cả 38 đại biểu nước ngoài. Đây là sự kiện thể hiện sự trân trọng, tri ân của toàn xã hội và cộng đồng quốc tế đối với những người hiến máu để cứu người khác. Tuy vậy, những người như ông Thành vẫn chỉ nghĩ đó là việc làm bình thường. Khi mà đi xuống công tác tại xã là thấy hội chữ thập đỏ lấy máu thì lúc đó mình vô hỏi thăm, thì lúc đó là năm 96, lúc đó là lần đầu tiên mình hiến máu. Rồi sau đó là mình về cái nhờ người ta nói giờ mình muốn tình nguyện hiến máu nhiều lần. Năm nay là hiến 38 lần rồi và cũng là gia đình có hai đứa con, ba cha con đều tham gia hiến máu.
Trong 10 năm qua, nước ta đã tiếp nhận được 8,5 triệu đơn vị máu tình nguyện. Lượng máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước. Lượng máu này đã góp phần cứu chữa cho hàng triệu người bệnh. Nếu không có những tấm lòng nhân ái, hiến máu cứu người thì nhiều bệnh nhân đã phải từ bỏ cuộc sống chỉ vì thiếu máu dự trữ. Chỉ trong vòng một tuần kiểm tra thì Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định hàng loạt sai phạm tại các nhà thuốc trên địa bàn, chủ yếu thuộc về các nhà thuốc bán buôn và bán lẻ thuốc với lý do là giấy chứng nhận thực hành tốt đã hết thời hạn hoặc là không có mặt người quản lý chuyên môn. Một số nhà thuốc bị phạt trên 10 triệu đồng vì nhiều lý do, phổ biến là người quản lý chuyên môn vắng mặt nhưng không thực hiện việc ủy quyền hoặc là cử người thay thế theo quy định của pháp luật. Ngoài ra xuất hiện tình trạng kinh doanh thuốc không đúng với hình thức kinh doanh, phạm vi kinh doanh đã ghi trên giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Đặc biệt một sai phạm lặp lại rất nhiều thời gian qua ở nhiều nhà thuốc tư nhân là giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc GPP đã quá ở nhiều nhà thuốc đã hết hạn. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có 13 nhà thuốc bị xử phạt với số tiền vi phạm là 85 triệu đồng. Nhà thuốc bị phạt nặng nhất là 34 triệu đồng thuộc quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, năm học 2017-2018, toàn thành phố dự kiến tuyển khoảng 452.000 trẻ mẫu giáo và 145.000 học sinh lớp 1 và gần 109.000 học sinh lớp 6. Và từ 0 giờ ngày hôm qua thì hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 tại Hà Nội cũng đã được kích hoạt. Đợt đăng ký này đối với lớp 1 sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 18 tháng 6 và sau đó sẽ là các đợt tiếp theo dành cho mầm non và trung học cơ sở. Sở dĩ phải phân đợt như thế này là để tránh tình trạng nghẽn mạng cục bộ như đã từng xảy ra. Và theo ghi nhận của phóng viên VTC14 thì việc đăng ký năm nay diễn ra thuận lợi hơn năm ngoái. Mã số này của chị thiếu số 0 ở đầu, chị thêm số 0 ở đầu cho tôi. Trong ngày 27 tháng 6 chúng tôi các trường và phòng giáo dục sẽ có cái thông báo. Vâng, chị yên tâm. Mặc dù ở mỗi quận huyện đều có đường dây nóng riêng, nhưng nhiều phụ huynh chọn cách gọi điện tới tận Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội. Chỉ tính đến 8 rưỡi sáng ngày hôm qua, đã có khoảng 9.300 bộ hồ sơ đăng ký thành công. Tỷ lệ đăng ký thành công cao hơn nhiều so với cùng thời điểm năm ngoái. Với các trường mà có quá nhiều chỉ tiêu đăng ký vào, gọi là dự kiến các cái hồ sơ đăng ký vào, thì Ủy ban Nhân dân quận huyện cùng với sự tham mưu của phòng giáo dục là đã tìm hiểu, điều tra cơ bản cùng với cái cơ sở dữ liệu tổng hợp của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội gửi về và đã phân luồng các học sinh theo tuyến để đảm bảo là cái số chỉ tiêu giao của quận huyện đó cùng với lại cái số lượng mà dự kiến theo các đối tượng tuyển sinh, đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3 vào là tương đương như nhau, tức là số lượng tương đương nhau để tránh cái áp lực vào cùng một trường. Thế cái đó bên giáo dục tôi gọi nó là cái phân tuyến tuyển sinh. Để chuẩn bị công tác tuyển sinh được thuận lợi, trường tiểu học Văn Khê, quận Hà Đông đã bố trí 10 máy tính nối mạng và người trực thường xuyên trong suốt thời gian tuyển sinh. Dù có thể đăng ký tại nhà, nhưng vẫn có nhiều phụ huynh đến trường để nhờ cán bộ đăng ký. Ra tận trường đăng ký để thuận tiện giữa có cái, nếu có cái việc gì nhầm lẫn thì để trao đổi giữa tất cả các cô với gia đình. Mạng là rất là vào rất là tốt, đấy không có nghẽn mạng như mọi năm. Thế thì hiện tại các phụ huynh đã đăng ký hoàn thành cho các con và đã ra về và rất là yên tâm. Vì những bất cập trong lần đầu thực hiện đăng ký trực tuyến nên năm trước chỉ có khoảng 50,8% hồ sơ được đăng ký qua mạng. Để nâng cao tỷ lệ này, năm nay Sở đã chú trọng nâng cấp, chỉnh sửa hệ thống phần mềm giúp cho việc đăng ký của cha mẹ học sinh được thuận lợi hơn. Theo kế hoạch của nhà trường thì đã thông báo cổng trường là phụ huynh có thể đăng ký trực tuyến cho con em mình tại nhà khi mà có điều kiện về cơ sở vật chất. Thế còn không thì nhà trường luôn luôn sẽ có 4 cô giáo viên nhân viên kèm theo 3 máy tính nối mạng để hỗ trợ phụ huynh đăng ký trực tuyến. Tình trạng quá tải tại các trường công đã dần được giải quyết nhờ có thêm nhiều trường mới tiêu biểu như ở quận Hà Đông, quận Long Biên. Tuy nhiên, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng khẳng định có thể sẽ vẫn tồn tại tình trạng quá tải ở một số trường do di cư cơ học. Sau ngày đầu tiên thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến, Sở lưu ý cha mẹ học sinh hay thiếu hoặc nhầm số 0 và chữ O, số 1 và chữ L nên đăng ký không thành công.
nhằm hỗ trợ công nhân và người lao động trên địa bàn có chỗ ở ổn định để yên tâm sản xuất. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết là thành phố này đang kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho khoảng 72.000 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp của thành phố này. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết các doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở cho công nhân trên địa bàn thành phố sẽ được hưởng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, miễn giảm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, cũng như được hỗ trợ vay vốn với nhiều ưu đãi. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ hỗ trợ chủ đầu tư toàn bộ chi phí giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài dự án để đảm bảo kết nối đồng bộ với hạ tầng khu vực, cung cấp miễn phí thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nhà ở công nhân, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong quá trình triển khai dự án và miễn toàn bộ chi phí thực hiện các thủ tục về xây dựng. Công nhân các khu công nghiệp mua, thuê mua nhà ở công nhân sẽ được vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định. Theo mục tiêu đặt ra, năm 2020, Đà Nẵng sẽ giải quyết được khoảng 20% nhu cầu nhà ở cho công nhân. Chúng ta vẫn thường chỉ nghe thấy nhiệt điện, thủy điện, điện mặt trời, điện gió, chứ điện sinh khối thì không phải ai cũng biết. Sinh khối từ vật liệu hữu cơ bao gồm cây cối, cây trồng công nghiệp, tảo và các loài thực vật khác, hoặc là bã của loài cây nông nghiệp, lâm nghiệp như là rơm rạ, bã mía hay là lá khô. Điện sinh khối chính là việc sử dụng sinh khối để sản xuất điện năng bằng cách đốt cháy để giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt có thể dùng để nấu nướng, sưởi ấm và làm nhiên liệu. Vâng, và trên quy mô toàn cầu thì sinh khối là nguồn năng lượng lớn thứ tư, chiếm khoảng từ 14 đến 15% tổng năng lượng tiêu thụ của cả thế giới. Ở các nước đang phát triển thì sinh khối thường là một nguồn năng lượng lớn, trung bình thì đóng góp khoảng 35% trong tổng cung cấp năng lượng. Vì vậy mà năng lượng sinh khối giữ một vai trò rất là quan trọng và cũng có khả năng sẽ giữ được vai trò sống trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng của thế giới trong tương lai. Vâng, ở Việt Nam thì điện sinh khối vẫn còn khá xa lạ. Sau nhiều năm chuẩn bị thì nhiều nhà máy điện sinh khối do Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp KCP Việt Nam đầu tư tại Phú Yên đã hoàn thành và chính thức hóa lưới điện quốc gia. Điều này không chỉ làm lợi cho công ty về kinh tế, đóng góp vào ngân sách nhà nước mà còn góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường. Nhà máy điện sinh khối công ty KCP có công suất 60 MW, trong đó giai đoạn 1 công suất là 30 MW đồng phát. Nguyên liệu đốt là bã mía sau khi ép đường. Đây được xem là công trình năng lượng sạch, an toàn và thân thiện với môi trường, đồng thời giải quyết được nhiều bài toán kinh tế khác. Thực tế thì như tại đất nước Ấn Độ của chúng tôi á, thì cái điện sinh khối tức là một cái dự án điện đồng phát đi cùng với là một cái nhà máy đường, thì nó đã chứng minh là nó đem lại cái hiệu quả rất là tốt, và hiện tại thì trên thế giới rất là nhiều quốc gia cũng đã thực hiện cái dự án này, và KCB ở Việt Nam thì cũng đã lấy cái công nghệ từ bên đó để về này và mình xây dựng một cái nhà máy điện sinh khối của mình. Cái công nghệ này là cái công nghệ hiện đại nhất ở Việt Nam. Chưa có nhà máy đường nào ở Việt Nam mà có được cái công nghệ này. Tức là nó đem lại cái hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn. Và một điều đặc biệt đó là nó sẽ tái tạo cái năng lượng sạch từ những cái phế phẩm của ngành nông nghiệp mình đốt để mà mình sản xuất ra điện. Ngay sau khi hòa lưới điện quốc gia giai đoạn 1 vào ngày 2 tháng 4 năm 2017 với công suất 30 MW, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp KCP Việt Nam tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 của dự án và phấn đấu hoàn thành vào năm 2018. Hiện nhà máy điện sinh khối KCP đang đóng góp vào ngân sách tỉnh Phú Yên khoảng 80 triệu đồng một ngày. Thì đến cái giai đoạn 2 mà khi thực hiện cái bước mà điện sinh khối thì hiệu quả của nhà máy sẽ cao hơn và cái đóng góp cho tỉnh sẽ cao hơn. Và nó cũng đã góp phần làm chuyển dịch cái cơ cấu nguồn điện của hệ thống điện quốc gia. Đây là một cái dự án mà lãnh đạo tỉnh rất khuyến khích. Quá trình KCB thì cũng chuẩn bị rất là dài. Và đến giờ này là thành công. Tôi cho rằng đây là một cái tiến bộ khoa học rất là tốt. Và cũng từ cái tiến bộ khoa học này, chắc chắn nó sẽ mang lại cái hiệu quả kinh tế rất lớn cho không chỉ tập đoàn, mà cho tỉnh Phú Yên, cũng như trong cái ngành điện của chúng ta nói chung. Khi thực vật sinh trưởng, chúng hấp thụ khí carbonic trong môi trường và giữ trữ nó thông qua quá trình quang hợp. Một lượng CO2 tương đương được giải phóng khi thực vật bị phân hủy tự nhiên hoặc đốt cháy. Điều đó có nghĩa là năng lượng sinh khối không đóng góp vào quá trình phát thải khí nhà kính.
Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục điểm báo với những tin tức đáng chú ý được phản ánh trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay. Mở đầu là bài viết được phản ánh trên trang 5 báo Nông thôn ngày nay, bài viết với nhan đề Vợ sợ mang tiếng, chồng càng vũ phu. Nhiều vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng không được xử lý mà nguyên nhân là do người vợ cảm thấy đó là việc bình thường. Thậm chí có những người vì muốn gìn giữ gia đình mà xin tha tội cho người chồng vũ phu. Bà Ngô Thị Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cho biết, nguyên nhân sâu xa của bạo lực gia đình là do tư tưởng bất bình đẳng giới, lối xử sự gia trưởng từng tồn tại dai dẳng ở nước ta. Từ lâu thì chế độ phụ hệ, tư tưởng trọng nam khinh nữ kéo theo sự bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới. Dẫn lại thống kê của Tòa án Nhân dân tối cao, bà Ngọc Anh cho biết trung bình một năm trên cả nước có tới 8.000 vụ ly hôn mà nguyên nhân do bạo lực gia đình. Còn theo số liệu thống kê của bệnh viện, các trung tâm phòng cấp cứu lớn của cả nước, có hơn 27% phụ nữ bị ngược đãi nhập viện và trong đó có hơn 10% phải điều trị hàng năm do liên quan tới bạo lực gia đình. Cũng theo báo cáo của Bộ Công an thì trên cả nước cứ khoảng từ 2 đến 3 ngày lại có một phụ nữ bị giết có liên quan tới bạo lực gia đình. Trên trang 6 của báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay đăng tải bài viết tư nhân tham gia đường sắt sẽ thay đổi. Ngành đường sắt luôn khuyến khích tư nhân đầu tư cải thiện chất lượng dịch vụ, phục vụ hành khách cũng như giảm các chi phí trung gian trong vận chuyển hàng hóa để thu hút các chủ hàng. Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết như vậy khi trao đổi với phóng viên về những giải pháp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ hành khách cũng như vận tải hàng hóa. Ông Minh nói, chất lượng, thái độ phục vụ, phương tiện thiết bị của đường sắt còn kém, cũ kỹ lạc hậu, trong khi người dân đang đòi hỏi cao hơn về chất lượng. Việc tổ chức quản lý chưa tốt lắm, dịch vụ dưới ga đều đang yếu khiến khách hàng bỏ đường sắt. Giáo sư Nguyễn Lê Ninh cho rằng nên cổ phần hóa doanh nghiệp đường sắt. Để vực dậy ngành đường sắt đòi hỏi một số vốn rất lớn để đầu tư đổi mới hạ tầng, xây dựng thêm nhiều hạng mục mới. Do đó, theo ông, ngành đường sắt nên cổ phần hóa hoặc là mở cửa thu hút nguồn đầu tư từ các doanh nghiệp tư nhân. Và nhà nước cũng cần phải mạnh dạn đổi mới toàn bộ phương thức quản lý hiện đã lỗi thời và làm lại cục bộ của ngành đường sắt. Trên trang 3 báo Thanh Niên có bài viết xử lý nghiêm tổ chức cá nhân để 12 dự án ngàn tỷ thua lỗ. Kết thúc 3 ngày chất vấn tại Quốc hội vào chiều ngày hôm qua 15 tháng 6, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trả lời những câu hỏi cuối cùng của đại biểu. Chất vấn về các dự án kém hiệu quả, thất thoát nhiều ngàn tỷ đồng, đại biểu Trần Văn Tiến ở tại Vĩnh Phúc đề nghị Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, ngoài 12 dự án ngàn tỷ đắp chiếu đã được chính phủ xác định, thì cho đến nay còn bao nhiêu dự án thuộc các bộ ngành quản lý rơi vào tình trạng như trên? Chính phủ có biện pháp giải pháp gì để phát hiện và xử lý kịp thời những dự án tương tự nếu có để hạn chế tối đa lãng phí trong đầu tư? Để xảy ra tình trạng như các dự án nêu trên thì trách nhiệm thuộc về ai? Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đã công khai minh bạch thông tin về vấn đề trên và các cơ quan báo chí cũng đã đưa thông tin cơ bản về 12 dự án thua lỗ thất thoát. Những dự án này sẽ được cơ cấu và sắp xếp lại, giải quyết trên tinh thần không để thất thoát ngân sách, không dùng ngân sách nhà nước trả nợ mà giải quyết theo cơ chế thị trường. Đồng thời cũng sẽ xử lý nghiêm các sai phạm kể cả tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp. Thủ tướng cũng đã thành lập ban chỉ đạo do Phó Thủ tướng làm trưởng ban để chỉ đạo khắc phục tình trạng này. 3G nuốt tiền của khách hàng là nhan đề bài viết đăng tải ở trên trang 6 và trang 7 của báo Thanh Niên. Trong khi các nhà mạng đang chạy đua cung cấp dịch vụ 4G thì người dùng vẫn khốn đốn vì phải trả cước phí cho mạng 3G cao ngất ngường. Ông Ngô Trần Vũ, giám đốc điều hành công ty bảo mật Nam Trường Sơn nhận định, người dùng mạng viễn thông hay là mạng Internet ở Việt Nam hiện nay rất chịu thiệt. Trước đây cũng có nhiều khách hàng bị tính cước điện thoại sai và chỉ sau khi khiếu kiện mạnh thì nhà mạng mới giải quyết. Nhưng có nhiều người chỉ sử dụng thuê bao trả trước thì nếu chỉ bị sai vài chục ngàn đồng mỗi tháng cũng sẽ không phát hiện được. Ông Ngô Trần Vũ nhấn mạnh, chúng ta thiếu sự giám sát kiểm tra của một đơn vị trung gian độc lập về các mức giá, cách tính cước hoặc là có sự đo kiểm xem các nhà mạng đã làm đúng cam kết hay chưa. Hoặc trường hợp có người tiêu dùng khiếu nại nên nhà mạng sai thì phải xử phạt nặng. Trong khi khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông hiện nay chỉ trông chờ vào sự tử tế của nhà mạng. Thưa quý vị, trên trang 7 báo Lao động có bài viết điêu đứng vì tín dụng đen trá hình. Bây giờ tới đâu ở đồng bằng sông Cửu Long cũng nghe kể, nghe tố chuyện người dân đã và đang điêu đứng về tín dụng đen trá hình và những ngân hàng chủ diện. Ví như là một người nông dân ở Cần Đước, Long An vay người ta 130 triệu để trả nợ ngân hàng và trong vòng chưa đầy 2 năm, cả vốn lẫn lãi lên tới 912 triệu đồng. Không còn cách nào khác, người này đã phải đặt toàn bộ ruộng vườn, nhà cửa cho chủ nợ và ngay lập tức thì chủ nợ cho người đến đào cả mồ mả trên đất để bán cho có giá.
Thực tế ở Long An và nhiều địa phương khác ở đồng bằng sông Cửu Long, chuyện người dân đi vay nợ nhưng thay vì ký vào hợp đồng mượn tiền, họ lại bị yêu cầu hoặc là lừa ký vào hợp đồng chuyển nhượng nhà đất mà số tiền ghi trong hợp đồng thấp hơn nhiều so với giá trị thực của tài sản. Trên thực tế thì thường là bị lãi mẹ, chồng lãi con dẫn đến người vay mất khả năng chi trả nên chỉ biết tức tưởi nhìn tài sản mất vào tay chủ nợ hoặc là tìm đến cái chết để có thể giải thoát. Những hợp đồng kiểu này được gọi là hợp đồng giả cách. Và theo ông Thành là nguyên phó giám đốc Sở Tư pháp Long An, ông Võ Minh Thành cho rằng dạng hợp đồng như thế này dễ bị phát hiện vì chênh lệch tài sản quá lớn. Giá trị tài sản có thể là 1 tỷ đồng nhưng trong hợp đồng thì chỉ ghi từ 200 đến 300 triệu đồng. Và tiếp theo trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, cùng gặp gỡ doanh nhân Lý Nhã Kỳ để thấy thêm một góc khác ở người phụ nữ nổi tiếng này và thấy rằng làm kinh doanh là con đường không chỉ có hoa hồng. Dù quốc gia tương lai đầu tiên trên vũ trụ đang là thách thức lớn với các nhà khoa học muốn xây dựng nó, nhưng đã có khoảng 200.000 người đăng ký làm công dân. Người dân châu Âu hào hứng với nhiều loại dịch vụ dành cho điện thoại di động không phải mất cước phí chuyển mục quốc tế. Thưa quý vị, từ câu chuyện một nữ doanh nhân trẻ từng gây chấn động cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam khi gọi được vốn từ nước ngoài trị giá khoảng 130 tỷ đồng. Và cũng chính nữ doanh nhân ấy và những ngày tháng 4 vừa qua đã khiến cho cộng đồng mạng được một phen dậy sóng khi tiết lộ về những nỗi khổ của việc làm doanh nhân. Theo như cô gái này thì chỉ vì cái tôi và lòng tự kiêu mà chẳng ai dám nói ra những sự thật đau lòng này. Cộng với những thất bại dễ thấy khi mà hàng loạt chuỗi cửa hàng của cô ở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp phải đóng cửa, nhiều người khi đó đã tặc lưỡi mà nói rằng, phụ nữ làm kinh doanh đó mà. Vâng, dường như là chuyện phụ nữ làm kinh doanh, dù bao lâu nay đã có những người đạt được những thành công nhất định, thì cái nhìn về một bộ phận không nhỏ, những người phụ nữ trong xã hội, những người phụ nữ được xã hội nhìn nhận dành cho họ thì vẫn còn tồn tại rất nhiều những khắt khe. Đôi khi chúng tôi vẫn tự hỏi là làm phụ nữ đã rất là khó rồi, lại chọn một con đường kinh doanh nữa, thì đó cho dù là một thành tựu, dù lớn dù nhỏ, chúng ta lẽ ra đều phải thúc đẩy và trân trọng thì mới đúng ạ. Vâng, và cũng theo câu chuyện này thì ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị đến với một khách mời là một người đẹp, một diễn viên, doanh nhân được hầu hết chị em biết tới. Sinh năm 1982, cô gái này cũng đang là bà chủ của tập đoàn Link Group, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như là truyền thông, kinh doanh trang sức, thời trang và bất động sản và được nhiều người đặt cho biệt danh là Đại gia Kim Cương hay là Nữ hoàng Thị Phi. Vâng, và nghe tới đây thì có lẽ nhiều quý vị khán giả đã đoán ra khách mời của chúng ta là ai đúng không ạ? Thế nhưng ngày hôm nay chúng ta hãy bỏ qua những thị phi, những váy áo tiền tỷ hay là một bộ trang sức lắm tiền nhiều của cô gái này. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những hoạt động thiết thực mà người đẹp, doanh nhân này đang từng ngày đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội. Và để xem người phụ nữ này đã và đang làm kinh doanh như thế nào. Công việc của cô ấy có thực sự trải đầy hoa hồng như là nhiều người nghĩ hay không? Trong showbiz Việt, thường những sao giàu là những sao hạng A hoặc là những sao có xuất thân từ những gia đình giàu có. Còn riêng Lý Nhã Kỳ lại là một trường hợp ngược lại. Kỳ luôn xuất hiện với hình dáng rất là lộng lẫy. Vậy thì với vai trò là một doanh nhân thì chị sẽ thay đổi hình tượng của mình như thế nào? Đánh giá một người nào đó thì đừng nên đánh giá vào bề ngoài. Bởi vì có nghĩa là rất khổ cho Kỳ là vì Kỳ là một cô gái rất là mạnh mẽ, rất là quyết đoán và mọi thứ làm việc gì nó cũng rất là quyết liệt. Người ta hay nói rằng là với như Lý Nhã Kỳ thì rất khó để thương lượng. Có nghĩa cái gì mà Kỳ đã nói ra Kỳ gần như là Kỳ sẽ không thay đổi. Nhưng mà cái gì Kỳ đã hứa rồi thì Kỳ cũng không bao giờ nuốt lời. Khổ một cái rằng là cái vóc dáng của Kỳ thì rất là nữ tính. Có nghĩa luôn luôn cứ phải là váy hoặc là rất là nữ tính. Chắc cô này làm kinh doanh cũng chỉ để lược là váy áo nhưng mà thật ra không phải. Ba của Kỳ là một cái người rất là quyết đoán và rất mạnh mẽ đã làm cho Kỳ ảnh hưởng rất là lớn trong công việc. Cả trong nghệ thuật cũng vậy. Kỳ làm gì Kỳ sẽ biết mình làm gì. Chắc chắn là Kỳ sẽ làm không có làm gì để ảnh hưởng tới bất cứ ai. Nhưng mà đương nhiên Kỳ vẫn phải biết mình nên đi hướng nào. Một số quan điểm cho rằng khi người phụ nữ làm kinh doanh sẽ có rất là nhiều rủi ro. Bởi vì người phụ nữ cũng giống như chị nói có rất là nhiều cảm tính và cảm xúc. Ví dụ như là trong nghệ thuật đi. Chúng ta dùng cảm xúc để làm sao khóa thân tròn cái vai đó. Mình sống cho một cái nhân vật khác. Nhưng mà khi trong kinh doanh là mình sống trong lý trí và mình sống cho chính mình. Và không phải chỉ cho chính mình không, đằng sau đó chính là mình sống cho gia đình, cho xã hội, đó chính là nhân viên nữa. Có những cái cuộc chiến mình thắng, nhưng cũng sẽ có những cái cuộc chiến mình thua.
Và ở kinh doanh cũng vậy, người phụ nữ thì luôn luôn phải cố gắng làm sao mà phải tỉnh táo và xử lý được cái biểu đồ lên xuống trong cái sự nghiệp kinh doanh của mình. Cũng phải là một cái người biết thích ứng. Có nghĩa khi những cái gì mà kinh doanh trong cái thời điểm đó nó đang không phù hợp trong thị trường, chúng ta phải thay đổi liền. Có thể chúng ta phải thay đổi về cái model của kinh doanh, hoặc chúng ta sẽ phải thu nhỏ cái vốn kinh doanh đó và chúng ta phải đầu tư ở một cái khác. Tại thường người ta nói là không có mang hết một cái rổ trứng vào một chỗ, đúng không? Thì có nghĩa là khi chúng ta có kinh doanh, chúng ta nên đầu tư nhiều lĩnh vực khác nhau để chúng ta có thể cân bằng được và chúng ta sẽ hỗ trợ nhau. Và chị phải tự biến chuyển mình như thế nào để thích hợp với thị trường kinh doanh của Việt Nam, một thị trường không giống với bất cứ nước nào khác? Kỳ rất là may mắn ở lĩnh vực bất động sản. Hay chắc là tại do Kỳ là tuổi là đại hải thủy nên mình hợp với Đức mình. Có nghĩa là thậm chí là thưa Minh Đức này, rõ ràng là 4-5 năm trước cái giá nó không lên, nhưng đến khi mình mua, tự nhiên 6 tháng sau có sự thay đổi, biến động, cái tự nhiên cái khu đó trở thành hot, cái mình lại lời. Kinh doanh nó cũng có một phần được gọi là may mắn mà mình không giải thích được. Còn mình nghĩ rằng là kinh doanh ở thị trường Việt Nam hay bất cứ ở thị trường nào thì nó đều có những cái biến động khác nhau. Nhưng mà quan trọng rằng là cái người kinh doanh là người phải có cái tầm nhìn xa. Nhưng cái tầm nhìn xa đó cũng đừng có quá xa. Bạn nhìn quá xa rồi bạn thì bạn gọi là bạn đón gió mà đón xa quá, gió nó chưa kịp tới, đúng không? Thì có nghĩa là một người kinh doanh là một người rất phải nhạy bén. Họ phải nhạy bén và họ biết ứng dụng, thậm chí cái sự nhạy bén đó từ cái ứng dụng trong những cái gì nó rất là thường. Vì sao? Vì khi chúng ta kinh doanh chúng ta phải nắm bắt được cái nhu cầu, ít nhất chúng ta sẽ không né được cái sự rủi ro nhất có thể. Yeah. Có khi nào Lý Nhã Kỳ tự hỏi hoặc là ai đó hỏi Lý Nhã Kỳ rằng là mình làm kinh doanh cho ai, cho bản thân mình, cho gia đình, hay để chứng tỏ rằng là Lý Nhã Kỳ tôi đây làm kinh doanh không thua kém gì bất cứ đàn ông nào? Trước hết là khi chúng ta làm một cái lĩnh vực nào thì điều đầu tiên đó là chúng ta sẽ chinh phục, thử thách bản thân mình trước, để coi thực sự mình có làm được điều đó hay không. Và khi mà chúng ta đã làm được một cái bước nào đó thì đương nhiên chúng ta sẽ có một cái bước đệm để chúng ta nhảy lên cao hơn. Và ở lĩnh vực nào cũng vậy, trước hết là để thử thách chính mình và chinh phục chính bản thân mình. Sau khi chúng ta có được một cái thành tựu nhất định thì cái điều mà chúng ta tạo ra đó là gì? Là chúng ta mang cái lợi ích đó cho gia đình, cho xã hội. Khi họ chinh phục, họ tạo ra được một cái thành tựu để cho được mọi người công nhận, đó chính là cái giá trị cao nhất mà họ muốn đạt đến, chứ không còn là tiền bạc nữa. Bởi vì đa phần người làm kinh doanh thật sự và thành công rồi, không ai còn thời gian để mà hưởng thụ, thậm chí cả năm không có chuyến đi du lịch nào. Ở nước Tây Phương, quan điểm bình đẳng. Còn đương nhiên là châu Á của mình, ta sẽ nghĩ rằng phụ nữ chân yếu tay mềm, sống cảm tính và sống thiên về nội tâm nhiều hơn là ngoại. Và đương nhiên ngay cả đi ngoại giao cũng sẽ bất lợi nữa. Người đàn ông khi họ chạy đua ra thương trường, họ chỉ tập trung đúng vào sự nghiệp của họ và họ đi đâu cũng dễ hơn. Nhưng người phụ nữ chạy đua ra thương trường nhưng phía sau của họ rất nhiều thứ. Là sao? Họ vẫn phải lo toan cho người chồng, họ vẫn phải là người vợ, họ vẫn phải là người mẹ và họ vẫn phải là một người con dâu tốt nữa. Với cái tỷ số phần trăm như bây giờ, những người phụ nữ thành đạt và những người phụ nữ kinh doanh cho dù lớn nhỏ và ra thương trường như hiện tại, đó đã là một con số nó hơn những gì mà mong muốn rồi, vì đó là một con số rất là giỏi, tốt rồi. Và chắc chắn với các bạn rằng là phụ nữ ra thương trường thì cái tỷ lệ ly dị vẫn không nhiều. Bởi vì người phụ nữ vẫn đảm bảo được tất cả các vai trò. Nhưng thử mình giao lại đi, mình chuyển giao cho người đàn ông mà ra thương trường với nhiều vai trò vậy coi, chắc chắn là sẽ chén bát nhà cửa nó cũng sẽ bể. Được biết hiện tại chị đang khá là bận rộn, đặc biệt là quảng bá hình ảnh Việt Nam từ thời trang, văn hóa, du lịch. Và chị sẽ làm như thế nào để thực hiện mục tiêu đó? Kỳ cũng được một cái tính là Kỳ rất là rõ ràng, quyết liệt. Nhưng mà hồi xưa cũng rất là nóng. Khi mình làm một cái gì đó mà mình bị người ta nghĩ sai, mình cũng rất là thẳng thắn để nói, để thể hiện quan điểm. Nhưng mà chắc chắn rằng là những cái gì mà khi mình đã thể hiện được rồi và mình đã chứng minh được rồi thì nó sẽ cần có thời gian. Bây giờ quay trở lại một chút xíu về quá khứ đi. Những năm trước, giống như 3 năm liên tiếp thì mọi người hay nói là Lý Nhã Kỳ đi tới Cannes để làm gì, khi mà Việt Nam cũng không có mang phim đi quảng bá mà cô cũng không có đóng phim. Và sau 3 năm thì Kỳ đã có câu trả lời. Thành tựu của Kỳ không phải là Kỳ sẽ ngồi đó hưởng những cái vật chất mà Kỳ đã tạo ra. Giống như nhiều người nói bây giờ Kỳ có nhiều thứ rồi tại sao không hưởng, cứ làm hoài, làm thậm chí là làm cả ngày Kỳ không ăn luôn, thậm chí là ăn chỉ có một ngày Kỳ chỉ xài có như khoảng 50 ngàn, 100 ngàn Việt Nam đồng thôi nha, không phải đô đâu. Là bởi vì
Khi ăn vội cái ổ bánh mì thì bánh mì cũng chỉ có 25.000 bánh mì Như Lan. Xong tối nhiều khi vội quá thì cũng ăn được tô bún riêu là hết rồi. Nhưng mà cái kỳ tạo ra thành tựu và cuối cùng là kỳ muốn đóng góp cho xã hội. Vai trò làm người con, đóng góp cho gia đình thì kỳ đã làm rồi. Và đến lúc này thì khi mình còn trẻ, mình còn làm được việc. Và nếu mình làm được nhiều hơn để mình đóng góp cho xã hội thì mình tại sao không làm? Xin được cảm ơn chị Lý Nhã Kỳ ạ. Ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số những thông tin và sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 16 tháng 6. Ngày hôm nay, Tòa án tối cao Shah Alam của Malaysia mở phiên xét xử kín vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Jong. Luật sư của bị cáo người Việt, cô Đoàn Thị Hương cho biết cả cô và bị cáo người Indonesia đều sẽ bị đưa ra tòa. Dự kiến tòa sẽ xử kín. Các luật sư của hai bị cáo đến nay vẫn yêu cầu phía cơ quan chức năng Malaysia hỗ trợ cung cấp chứng cứ nhanh chóng và đầy đủ hơn để hỗ trợ luật sư bảo vệ thân chủ của mình. Ngày hôm nay, Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tài chính Quốc tế tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp giữa kỳ 2017. Diễn đàn là kênh đối thoại chính sách giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam, tạo cơ hội đặc biệt cho cộng đồng doanh nghiệp được tham gia trực tiếp vào đối thoại chính sách công tư cùng các nhà hoạch định chính sách của chính phủ. Ngày hôm nay, đại nhạc hội Villa Summerfest sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh và được phát sóng độc quyền trên website vlive.tv. Đây là sự kiện thường niên của Vlive, đánh dấu sự thành công của ứng dụng truyền hình trực tiếp tại thị trường Việt Nam. Concert hứa hẹn sẽ là làn gió mát, xua tan cái nắng mùa hè với những màn biểu diễn hấp dẫn và sôi động của các nhóm nhạc K-pop được khán giả yêu mến và các ca sĩ Việt Nam như Sơn Tùng MTP, Ngô Kiến Huy, Jin Lê, Thanh Duy, Johnny. Ngày hôm nay, Burt Bervans, DJ huyền thoại của Studio 54, thánh đường của nhiều ngôi sao Hollywood sẽ đến Hà Nội biểu diễn. Các khán giả Hà Nội hoàn toàn có thể sống lại trong khoảnh khắc tuyệt vời của Studio 54 như bạn bước chân đến New York những năm 80 với những bản nhạc bất hủ được phối theo phong cách hiện đại. Nghệ thuật trình diễn nóng bỏng qua phần trình diễn của hai DJ nổi tiếng là Burt Bervans và Genesee. Ngày hôm nay, trên trang bán vé tên tuổi VIP Nation, hai gói vé VIP cho concert của Ariana Grande sẽ được mở bán. Trang bán vé concert tại Việt Nam cũng đã đăng tải toàn bộ thông tin giá vé ở các vị trí ngồi khác nhau với giá thấp nhất là 790.000 đồng Việt Nam và cao nhất là 4,9 triệu đồng Việt Nam. Theo kế hoạch, concert của Ariana Grande sẽ diễn ra tại sân vận động quân khu 7 vào 20 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2017. Người dân Mỹ sắp có cơ hội được ngắm các đám mây nhiều màu trên bầu trời. Theo kế hoạch, thì cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA sẽ phóng một tên lửa nhằm tạo ra các đám mây phát quang, phục vụ nghiên cứu khoa học trong vài ngày tới. NASA cho biết tên lửa nói trên mang theo 10 hộp hóa chất, mỗi hộp có kích cỡ bằng hộp nước ngọt. Sau khi được phóng lên, chúng sẽ giải phóng hóa chất ra bên ngoài để tạo thành những đám mây có màu đỏ và xanh lam. Việc làm này nhằm giúp các nhà khoa học theo dõi chuyển động của không khí, cũng như nghiên cứu hiện tượng cực quang và bão từ trường. Theo NASA, các đám mây phát quang sẽ tạo nên cảnh tượng độc đáo trên bầu trời bờ đông nước Mỹ, trải dài từ bang New York đến bang Bắc Carolina. Cư dân của các khu vực này có thể nhìn thấy những đám mây đầy màu sắc và phát sáng giống như hiện tượng cực quang. Theo kế hoạch, vụ phóng tên lửa diễn ra vào sáng hôm qua giờ Việt Nam từ bãi phóng Wallops của NASA ở bang Virginia. Tuy nhiên, cơ quan này đã quyết định hoãn lại vào phút cuối do thời tiết xấu và cho biết sẽ thực hiện trong vài ngày tới. Nhiều nhà khoa học không gian hàng đầu thế giới vào ngày hôm qua đã tụ hội về Hồng Kông để tham dự hội nghị về kế hoạch đầy tham vọng, đó là xây dựng một quốc gia trên vũ trụ. Và Acadia, quốc gia đầu tiên trên vũ trụ mà các nhà khoa học muốn xây dựng, được cho là một thách thức lớn đối với trình độ kỹ thuật công nghệ không gian của nhân loại. Đồng thời, dự án này cũng đặt ra những câu hỏi về chủ quyền và mối quan hệ của quốc gia tương lai này với các nước trên trái đất. Người khởi xướng ý tưởng xây dựng quốc gia vũ trụ Asgardia là giáo sư người Nga Igor Ashubeli, Chủ tịch Ủy ban Khoa học Không gian của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO. Theo đó, Asgardia sẽ là một nước có chủ quyền, chính phủ riêng, đồng thời nó cũng là quốc gia đầu tiên và duy nhất trên vũ trụ. Chỉ một nước Asgardia là đủ. Qua lịch sử hàng nghìn năm trên trái đất, vì có quá nhiều nước nên mới có chiến tranh. Do đó, tôi cho rằng không cần có nhiều quốc gia trên vũ trụ.
Dự án Asgardia chỉ mới ở giai đoạn đầu, nhưng hiện đã có khoảng 200.000 người trên thế giới đăng ký trở thành công dân của đất nước tương lai này. Thậm chí cuối năm nay sẽ diễn ra một cuộc bầu cử để thành lập chính phủ gồm 12 bộ của Asgardia. Song không ít các chuyên gia cho rằng kế hoạch trên rất viển vông. Trước hết, với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, con người vẫn chưa thể xây dựng một trạm không gian đủ lớn để chứa hàng trăm nghìn người. Bên cạnh đó, việc xây dựng chính phủ của Asgardia cũng như việc xác định mối quan hệ giữa quốc gia này với các nước trên trái đất vẫn là điều phải xem xét. Một trong những vấn đề quan trọng là việc xây dựng các thể chế, luật pháp của Asgardia sẽ như thế nào. Chúng ta không thể đem cách làm ở các nước trên trái đất áp đặt lên Asgardia. Ngoài ra, vấn đề chủ quyền của Asgardia cũng là một thách thức với Hiệp ước Thượng tầng Không gian mà 104 quốc gia trên thế giới đã ký kết năm 1967. Theo đó, không một nước nào có thể tuyên bố chủ quyền hoặc chiếm đóng bất kỳ nơi nào trên vũ trụ. Nghệ thuật xăm mình được xem như một cách để giới trẻ thể hiện cá tính. Thế nhưng mới đây thì các hình xăm còn được ứng dụng trong y khoa để phục vụ việc theo dõi sức khỏe. Đó là thành quả của các nhà khoa học thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ khi phát triển thành công loại mực xăm cảm ứng sinh học có thể theo dõi lượng đường trong máu của người xăm. Theo đó, khi dùng loại mực đặc biệt này, hình xăm trên cơ thể người bệnh có vai trò như một màn hình hiển thị, tự thay đổi màu sắc để báo hiệu mức đường huyết xuống thấp hay lên cao. Khi lượng đường trong máu của người bệnh tăng mạnh, mực xăm này sẽ chuyển từ màu xanh lam sang màu nâu và ngược lại. Nó hoạt động như một bộ cảm ứng sinh học, có khả năng đọc được chất dịch lỏng len lỏi giữa các mô và tế bào trong cơ thể. Do đó, hình xăm này rất hữu ích cho các bệnh nhân tiểu đường. Ngoài loại mực theo dõi đường huyết, các nhà khoa học ở Học viện Công nghệ Massachusetts còn phát hiện loại mực có khả năng phát hiện lượng muối trong máu, độ pH máu của người xăm. Phương thức hoạt động của chúng cũng tương tự, tức là có khả năng đổi màu. Hiện các sản phẩm này vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, song các nhà nghiên cứu khẳng định rằng chúng sẽ cung cấp thêm cho con người một phương thức mới để tự theo dõi sức khỏe cho bản thân. Thưa quý vị, cà phê giúp chúng ta chống chọi với các cơn buồn ngủ và trở nên tỉnh táo hơn. Không chỉ có vậy, theo một nghiên cứu mới, cà phê còn giúp ngăn ngừa ung thư gan. Cụ thể, các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người uống nhiều cà phê ít có khả năng mắc ung thư tế bào gan, dạng ung thư phổ biến nhất, kể cả khi cà phê mà họ uống không chứa caffeine. Để đưa ra kết luận này, các chuyên gia đến từ Đại học Southampton và Đại học Edinburgh đã tiến hành kiểm tra dữ liệu từ 26 nghiên cứu liên quan đến vấn đề với hơn 2,25 triệu người tham gia. So với người không uống cà phê, những người uống một cốc cà phê mỗi ngày có nguy cơ phát triển ung thư tế bào gan thấp hơn 20%. Đối với những người uống 2 ly cà phê mỗi ngày, nguy cơ này giảm 35%, và ở những ai uống 5 ly, tỷ lệ phát triển HCC thấp hơn một nửa. Mặc dù cũng có tác động nhất định, song cà phê bị lọc đi caffeine có hiệu quả kém hơn trong việc ngăn chặn ung thư. Bình luận về nghiên cứu, Andrew Langford, giám đốc điều hành của Liverchurch của Anh cho hay, nghiên cứu mới này cho thấy việc uống cà phê tốt cho sức khỏe của gan và có thể làm giảm nguy cơ ung thư gan. Tuy nhiên, hầu hết mọi người phát hiện dấu hiệu và triệu chứng tổn thương gan thường là quá muộn. Theo dữ liệu từ Tổ chức Nghiên cứu Ung thư gan Thế giới, năm 2012 có 782.000 trường hợp được chẩn đoán mắc ung thư gan. Việt Nam xếp hàng thứ 5 trong số những quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư gan cao nhất thế giới. Từ ngày hôm qua 15 tháng 6 theo giờ địa phương, Liên minh châu EU sẽ chính thức xóa bỏ việc tính thêm cước chuyển vùng điện thoại hay còn gọi là roaming với người dân khi di chuyển sang các nước cùng khối. Vâng, và điều này có nghĩa những người dùng điện thoại di động tại EU khi mà di chuyển tới một quốc gia khác trong khối sẽ chỉ phải trả một mức cước như là ở nhà với các dịch vụ gọi điện, nhắn tin, sử dụng Internet và tải dữ liệu. Thông tin này đã được người dân EU chào đón một cách phấn khởi. Như vậy, sau một thập kỷ dàn xếp, trì hoãn, đàm phán đi đàm phán lại, cuối cùng thì các mức cước roaming cho điện thoại di động sẽ bị xóa sổ tại EU. Đây được cho là một chiến thắng với EU, một thắng lợi khiến Bruxelles có thể bảo vệ những công dân thuộc liên minh này khỏi sự bóc lột của các công ty viễn thông. Báo Tagesspiegel của Berlin, Đức bình luận sự kiện này như một buổi bình minh với các quyền lợi của người tiêu dùng. Tôi cho rằng đây là bước đi hợp lý, trong cùng một khối thì không nên áp dụng những loại cước phí như thế được. Ước tính có khoảng 500 triệu người tiêu dùng trên toàn EU được hưởng lợi từ chính sách mới này. Thật tuyệt vời, trong 2 tuần đi du lịch EU, tôi mất 3 bảng mỗi ngày để dùng điện thoại. Từ ngày mai, điều này sẽ không còn nữa.
Tôi đã được thông báo về điều này hôm qua. Tôi hay phải đi công tác nên phụ trội rất nhiều tiền phí chuyển vùng điện thoại. Tuy nhiên, vẫn có những vấn đề nhất định còn tồn tại trong chính sách roaming như ở nhà này của EU. Chẳng hạn các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông vẫn được phép đặt ra những mức trần về lưu lượng dữ liệu trong việc sử dụng Internet tốc độ cao với mức cước không thay đổi khi ở nước ngoài. Hay trong một quy định khác, các nhà mạng vẫn được phép duy trì những quy định khác nhau của họ tại những vùng lãnh thổ thuộc EU như Monaco, Andorra, San Marino. Điều này có nghĩa là khi cư dân EU tới những nơi đó, họ sẽ phải kiểm tra mạng di động họ sử dụng là gì để tránh việc bị tính cước phí ngoài ý muốn. Một cậu bé Ấn Độ tuy mới 8 tuổi nhưng đã cao đến gần 2 mét. Với chiều cao quá khổ này thì cậu bé thường xuyên phải mặc quần áo và đi giày của mẹ, cũng là một người có chiều cao quá khổ khi cao đến 2,18 mét. Câu chuyện về cậu bé được xem là cao nhất thế giới này đang thu hút sự chú ý của dư luận thế giới. Ngay từ khi chào đời, cậu bé 8 tuổi Karan Singh đến từ Meerut, Ấn Độ đã được ghi vào kỷ lục Guinness là đứa trẻ sơ sinh nặng nhất và cao nhất. Cậu nặng 7,8 kg và dài hơn 63 cm. Bố của em, ông Sanjay, 41 tuổi, hy vọng chiều cao ấn tượng của con sẽ giúp con tiếp tục được Guinness công nhận. Gia đình đã đưa Karan đến các bác sĩ nội tiết để kiểm tra xem em có bị bệnh gì không, nhưng các xét nghiệm đều bình thường. Dù hiện tại cao 1m98, nhưng Karan chưa phải là người cao nhất trong gia đình. Người sở hữu chiều cao vượt trội là mẹ em, Svetlana, cao nhất Ấn Độ với 2,18m. Mặc dù cao gấp đôi bạn cùng lớp, nhưng Karan vẫn chơi đùa bình thường với bạn bè. Quần áo của cậu là vấn đề bố mẹ để tâm tới nhất. Khi Karan chào đời, con không mặc vừa quần áo sơ sinh nào. Chúng tôi phải lấy quần áo của một em bé 6 tháng tuổi mặc cho. Khi con lên 3, quần áo cho đứa trẻ 10 tuổi mới vừa. Bây giờ chân con không vừa với giày to nhất nên chúng tôi phải đặt làm. Hai mẹ con có cùng cỡ giày và thường mặc quần áo của nhau. Chính Svetlana là người may trang phục cho con. Karan cho biết, em không xấu hổ về chiều cao của mình và mong muốn được tiếp tục phát triển. Cháu thích mình cao và mẹ cũng cao. Cháu muốn được cao hơn mẹ và làm cho cha mẹ tự hào. Nếu phải chọn giữa việc trở thành cầu thủ bóng rổ và bác sĩ, thì cháu chắc chắn sẽ chọn làm cầu thủ. Svetlana khẳng định chiều cao của cô và con trai là món quà của tự nhiên. Xã hội thế kỷ 21 tôn trọng và đấu tranh vì quyền con người, nhưng đâu đó vẫn có nhiều góc khuất mà luật pháp chưa thể chạm tới. Trong đó nạn bắt cóc cô dâu, một hủ tục mà người đàn ông có quyền dùng vũ lực để ép buộc người phụ nữ cưới mình. Hiện vẫn là một thực trạng rất đáng sợ tại một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Kyrgyzstan. Hiện quốc gia này đang nỗ lực để có thể xóa sổ hủ tục này. Gunjan, một nhà báo có danh tiếng tại Kyrgyzstan. Thế nhưng, không ai có thể ngờ rằng 3 năm trước, cô ấy đã biến mất mà không ai hay biết. Cô đã bị bắt cóc và bị đưa đến nhà của một người đàn ông lạ và buộc phải kết hôn với người đàn ông đó. Cô Gunjan chỉ là một trong số khoảng 12.000 phụ nữ và trẻ em gái tại quốc gia này bị bắt cóc mỗi năm. Tại Kyrgyzstan, bắt cóc cô dâu lại là một hủ tục ăn sâu vào tiềm thức trong những năm qua. Nó được coi là một truyền thống. Nhóm bắt cóc thường là gia đình và bạn bè của chú rể, hay tệ hơn là các tu sĩ. Thế nên những người phụ nữ trẻ sống trong lo sợ vì họ có thể bị bắt cóc bất cứ lúc nào, trên đường phố hay trong quán ăn. Gunjan đã rất may mắn khi thoát được khỏi gia đình đã bắt cóc cô, nhưng nỗi đau ấy vẫn là một vết sẹo hằn sâu trong tâm hồn cô. Tôi đã một mình đứng lên chống lại tất cả, không ai ở bên cạnh tôi. Điện thoại di động của tôi đã bị mang đi và lúc đó tôi không có ai hỗ trợ và giúp đỡ cả. Hiện một nhà thiết kế đồ họa đang thực hiện một bộ phim ngắn về chủ đề này để nâng cao nhận thức cho người dân tại Kyrgyzstan. Nhiều phụ nữ đã hoan nghênh dự án này. Bộ phim sẽ phản ánh nạn cướp cô dâu. Những tưởng nó chỉ xảy ra ở thời Trung Cổ, nhưng không phải vậy, nó vẫn đang xảy ra. Năm 2012, nhằm nỗ lực xóa bỏ nạn cướp cô dâu, chính phủ nước này đã ban hành luật hà khắc, nhưng nhiều người vẫn không biết đó là một tội phạm hình sự. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình lần sau.